Thưa quý vị và các bạn thân mến, ám ảnh lời nguyền siêu đập ở Trung Quốc. Tam Hiệp, lời nguyền đập thủy điện đã bắt đầu ám ảnh Trung Quốc. Ít ai biết rằng sau sự hùng vĩ của con đập lớn nhất thế giới lại là lời nguyền, ám ảnh con người cho đến tận bây giờ. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới xây dựng từ năm 1994 đến năm 2009. Con đập này xây chắn ngang sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc. Con đập này được xây dựng bằng bê tông và thép với chiều cao 181 m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610 km², hơn 102.600.000 m³ đất đã được vận chuyển để mở đường cho 27,2 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép đủ để xây dựng 36 tháp Eiffel, công suất lắp đặt 18.2 GW. Theo các chuyên gia, mực nước trong đập ở mức tối đa cao hơn mực nước biển 175 m, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110 m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km³, tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km² và chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức có thể khiến cho trái đất quay chậm lại so với bình thường. Chi phí xây dựng đập từ 22,5 đến 30 tỷ đô la, khoảng 520.000 đến 693.000 tỷ Việt Nam đồng. Lời nguyền siêu đập ám ảnh Trung Quốc. Theo báo cáo của chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng công bố thì đập Tam Hiệp được chính thức phê duyệt năm 1992 như một chương trình củng cố sức mạnh chính trị, kinh tế, công nghệ của Trung Quốc. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là việc tái định cư cho người dân bị mất đất trong lưu vực hồ chứa. Diện tích chứa nước rộng 1.000 km², kéo dài hơn 600 km về thượng lưu và chính là quê hương bản quán của gần 1,5 triệu người thuộc 19 quận huyện, 140 thành phố, 326 thị trấn và 1.351 ngôi làng. Chuyên gia môi trường người Mỹ Elizabeth Economy đã đề cập trong nghiên cứu The River Runs Back, dòng sông chảy ngược, dù rằng được ca ngợi nhưng các dự án thủy điện lớn của Trung Quốc lại được xem là những quả bom nổ chậm, lạm dụng mẹ thiên nhiên, làm thay đổi cơ cấu đất trồng, làm tăng biến đổi khí hậu và nhiều tác động tàn phá khác. Hệ lụy kéo theo là suy thoái môi trường, cướp đi mỗi năm khoảng 10% GDP. Trong đó, các vấn đề liên quan đến nước tiềm ẩn cho các bất ổn về chính trị đã từng xảy ra như khởi phát nhiều cuộc biểu tình dân sự và nạn bạo lực. Tất cả đã được di dời đến một vùng đất mới. Số lượng trầm tích giữ lại dưới lòng hồ sẽ làm tăng nguy cơ lũ thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái cục bộ, sự ngập lụt của các di sản văn hóa. Đập có thể là nguồn tạo ra những cơn địa chấn, động đất và sạt lở đất ở các vùng lân cận. Ngay từ khi mới nằm trên giấy, đập Tam Hiệp đã vấp phải không ít phản đối theo nhiều nguồn tin. Kể từ khi đập được xây dựng năm 1992, chưa có trận lũ kinh hoàng nào xảy ra trên sông Dương Tử khủng khiếp như trận lũ năm 1998, cướp đi khoảng 3.500 sinh mạng, và con đập này được cho là thủ phạm gián tiếp trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, khiến 87.000 người bị thiệt mạng. Đến New York Times của Mỹ cũng đưa ra những chỉ trích khi nghi ngờ đập Tam Hiệp khiến cho mức phân phối nước bị giảm đi ở các vùng hạ lưu, khiến người dân trong vùng không kiếm ra nước uống trong thời gian hạn hán từ 1-4 hàng năm. Từ 1 đến 4 tháng hàng năm, thậm chí nạn hạn hán xảy ra năm 2011 ở Tứ Xuyên được cho là tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Từ những bằng chứng rõ mồn một như vậy, người ta cho rằng đập Tam Hiệp dính tới lời nguyền giống như đập Môn Hiệp. Năm 1952, chính phủ Trung Quốc mời Liên Xô giúp lập dự án trị thủy Hoàng Hà nằm giáp tỉnh Hà Nam và Sơn Tây.
Đây là một trong những công trình vĩ đại xây dựng 46 đập nước lớn, trong đó có Tam Môn Hiệp là lớn nhất. Tổng công suất phát điện là 23 triệu kW, gấp 10 lần sản lượng điện toàn Trung Quốc năm 1954. Tháng 9 năm 1960, hồ chứa nước Tam Hiệp hoàn thành, nhưng sau đó 800.000 mẫu ruộng canh tác lúa hai bên bờ sông đều bị ngập, phải di dời cả một huyện. Cả thành phố Tây An bị đe dọa nghiêm trọng. Từ năm 1972, Hoàng Hà bắt đầu đứt dòng chảy, và từ năm 1990, bình quân Hoàng Hà có hơn 100 ngày không có nước mỗi năm. Hàng trăm nghìn nông dân phải rời bỏ ruộng đất màu mỡ đến các vùng đất cằn cỗi ở vùng sâu, vùng xa. Một số người phải di dời nhiều lần khiến họ mất sạch cơ nghiệp. Cho đến tận bây giờ, sau hơn 60 năm lưu vực Hoàng Hà ngày càng tồi tệ, nước sông phía hạ lưu hầu như chẳng còn lại bao nhiêu, nông dân bị thiệt hại quá nhiều, Tam Môn Hiệp đã trở thành bài học đắt giá. Hoàng Hà, nơi được ví như cái nôi của nền văn minh Trung Quốc, sau khi xây dựng đập dòng sông lại trở thành nỗi buồn Trung Hoa. Năm 2004, nhiều kỹ sư tham gia thiết kế Tam Môn Hiệp thừa nhận rằng đây là sai lầm cay đắng của Trung Quốc khi bị móng vuốt và răng của con rồng độc ác chế ngự. Nếu những lời đồn về việc đập Tam Hiệp đang biến dạng nghiêm trọng trở thành sự thật, thì có lẽ một ngày không xa, lời nguyền siêu đập ứng vào Tam Hiệp sẽ kích hoạt tử huyệt của Trung Quốc, hậu họa không thể kể xiết. Siêu đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng, nếu vỡ, Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Nhắc đến đập Tam Hiệp, người ta nghĩ ngay đến con đập lớn nhất thế giới nằm tại Trung Quốc, người láng giềng của Cộng sản Việt Nam. Sau những tin đồn biến dạng, không ít cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu con đập này vỡ có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không? Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới, xây dựng từ năm 1994 đến năm 2009. Con đập này xây chắn ngang với con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc. Con đập này được xây dựng bằng bê tông và thép với chiều cao 181 m. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối. Tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km² và chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức có thể khiến cho trái đất quay chậm lại so với bình thường. Chi phí xây dựng đập từ 22,5 đến 30 tỷ đô la Mỹ, khoảng 693.000 tỷ Việt Nam đồng. Hôm 1 tháng 7 năm 2019, Lãnh Sơn, một khoa học giả kinh tế độc lập người Hoa, đã đăng tải hai bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên tài khoản Twitter của mình. Trong đó, bức ảnh trên bên trái cho thấy tổng thể đập vẫn là một đường thẳng, còn bức ảnh bên phải cho thấy con đập đã bị biến dạng rõ rệt. Người này đã nói lên trên Twitter rằng đập Tam Hiệp đã biến dạng. Một khi vỡ đập một nửa, Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh khốn khổ. Những đại gia tộc kia cũng sẽ đi đời. Truyền thông tại Trung Quốc đại lục đã nhanh chóng đăng bài bác bỏ tin đồn, nói rằng bản đồ vệ tinh Google không phải là do vệ tinh trực tiếp chụp ảnh, mà thông qua một loạt hệ thống xử lý tính toán để tạo hình. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc còn đặc biệt đưa ra một bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao để thanh minh cho việc này. Chủ nhiệm phòng quản lý lưu vực sông thuộc tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đơn vị phụ trách xây dựng đập Tam Hiệp, đảm bảo trước truyền thông rằng đập Tam Hiệp vẫn vận hành một cách bình thường. Tuy nhiên, cách nói của nhà cầm quyền Trung Quốc lại không thể nào xóa bỏ được hoàn toàn nghi ngờ của dân chúng. Có cư dân mạng cho biết hình ảnh vệ tinh Google xác thực thường xuyên có hiện tượng biến dạng, nhưng hình ảnh đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng, dường như đã vượt quá phạm vi sai lệch hình ảnh. Còn có người nghi ngờ nếu đập Tam Hiệp biến dạng là do sai lệch về hình ảnh, vậy vì sao nhiều con đường xung quanh đập lại không biến dạng? Có người nói thẳng truyền thông của đảng càng lên tiếng bác tin đồn thì lại càng khiến cho người ta lo lắng. Trong trường hợp đập Tam Hiệp bị vỡ, 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải
mà dân cư sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Trong đó, các di tích lịch sử của Trung Quốc luôn tự hào sẽ tan biến trong nước lũ. Dự tính hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong nước lụt từ 5 đến 10 mét và các công ty cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ sẽ bị tàn phá, ngập nước và bị cuốn ra Biển Đông. Hiển nhiên, Trung Quốc lầm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế sụp đổ, đói kém. Bệnh dịch sẽ hoành hành khi mất đi nguồn cung cấp điện khổng lồ của nước này. Nếu nói đến ảnh hưởng trực tiếp khi vỡ đập Tam Hiệp, Việt Nam nằm ở vị trí an toàn, không bị tác động bởi cơn thịnh nộ của siêu đập này. Tuy nhiên, một khi tử huyệt của Trung Quốc vỡ thì Trung Quốc sẽ biến thành hổ đói. Vậy con hổ đói sẽ nhắm đến đâu đầu tiên khi lâm vào bước đường cùng? Với những người đã quá hiểu về người láng giềng thân thiện của Việt Nam thì có lẽ câu trả lời là quá rõ ràng. Thật may vì theo tính toán của các chuyên gia, đập Tam Hiệp chỉ bị vỡ khi có một cuộc tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra tại đây. Trung Quốc hiện nay đang bị ám ảnh bởi lời nguyền siêu đập, trong đó có đập Tam Hiệp nhằm thỏa mãn khát khao những cái vĩ đại nhất. Tuy nhiên, đằng sau là sự hy sinh không thể tính xuể. Đập Tam Hiệp, công trình vĩ đại nhất thế giới xưa và nay, chắn ngang sông Dương Tử. Nó không chỉ có tác dụng kiểm soát lũ lụt và sinh điện năng mà còn là điểm đến du lịch trong thế kỷ 21. Theo thống kê, đập Tam Hiệp cao 185m, rộng gần 2 km, được xây dựng từ 30 triệu mét khối bê tông, sử dụng 30.000 hecta đất nông nghiệp để có hồ chứa khổng lồ tới 80.300 km². Riêng hồ chứa nước chiếm toàn bộ diện tích hiện tại của khu vực Tam Hiệp, nằm giữa thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và Bồi Lăng, Trùng Khánh. Theo thông tin đồn thổi, vốn đầu tư chính thức 23 tỷ đô la, nhưng các chuyên gia quốc tế tin rằng con số thực phải cao gấp nhiều lần. Đập Tam Hiệp có tổng công suất 18,2 GW, gấp 10 lần so với các nhà máy điện hạt nhân Đa Gia Bay ở Quảng Đông và gấp 8 lần Hoover của Mỹ. Với việc xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc có hy vọng có thể chế ngự được thiên nhiên, tạo tiền đề cho dự án chuyển đổi nước Bắc Nam đầy tham vọng, nhằm đưa nước từ thung lũng sông Dương Tử ẩm ướt dọc theo hệ thống kênh rạch dài hàng nghìn km đến đồng bằng miền Bắc đang thiếu nước. Theo truyền thông Trung Quốc, đập Tam Hiệp lập nhiều kỷ lục đáng nể như đập cao nhất, đập tràn có lưu lượng nước khổng lồ, đập có các âu tàu phục vụ du lịch và các cột nước cao khổng lồ, dự án có vốn đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Đập Tam Hiệp chính thức trở thành biểu tượng đang lên của nền kinh tế Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21. Báo cáo của chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng công bố sau khi đập Tam Hiệp được chính thức phê duyệt năm 1992, chỉ thiên về mặt lợi, coi nó là một chương trình để củng cố sức mạnh chính trị, kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đặt lại nhiều câu hỏi liên quan đến chi phí xã hội và môi trường mà giới chức mới chỉ nhìn từ một phía. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là việc tái định cư cho người dân bị mất đất trong lưu vực hồ chứa. Diện tích chứa nước đập Tam Hiệp rộng tới 1.000 km² và kéo dài hơn 600 km về thượng lưu. Nơi đây là quê hương bản quán của 1,5 triệu người thuộc 19 quận huyện, 140 thành phố, 326 thị trấn và 1.351 ngôi làng. Theo chuyên gia môi trường người Mỹ Elizabeth Economy đề cập trong nghiên cứu The River Runs Bad, dòng sông chảy ngược, tuy được ca ngợi nhưng các dự án thủy điện lớn nhất của Trung Quốc lại được xem là những quả bom nổ chậm, lạm dụng mẹ thiên nhiên, làm thay đổi cơ cấu đất trồng, làm tăng biến đổi khí hậu và nhiều tác động tàn phá khác. Một trong những hệ lụy nhãn tiền mà là suy thoái môi trường, cướp đi mỗi năm ước khoảng 10% GDP, trong đó các vấn đề liên quan đến nước, vấn đề tiềm ẩn, các bất ổn về chính trị đã từng xảy ra, như khởi phát nhiều cuộc biểu tình dân sự và nạn bạo lực. Tất cả đã được di dời đến một vùng đất mới, số lượng trầm tích giữ lại dưới lòng hồ,
sẽ làm tăng nguy cơ lũ thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái cục bộ. Sự ngập lụt của các di sản văn hóa đập có thể là nguồn tạo ra những cơn địa chấn, động đất và sạt lở ở vùng lân cận. Thậm chí ngay từ đầu nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã bày tỏ không đồng tình khi dự án đập Tam Hiệp được đưa ra trình bày tại Quốc hội năm 1992. 1/3 đại biểu Quốc hội đã phản đối. Nhiều người ủng hộ cũng phải thừa nhận, kể từ khi đập được xây dựng, chưa có trận lũ kinh hoàng nào xảy ra trên sông Dương Tử như trận lũ xảy ra năm 1998, cướp đi 3.500 sinh mạng, hay đập là thủ phạm gián tiếp trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, khiến 87.000 người bị thiệt mạng. Theo New York Times, chưa có bằng chứng cụ thể nhưng những chỉ trích đều cho rằng đập thủy điện khiến cho mức phân phối nước bị giảm đi ở các vùng hạ lưu, khiến người dân trong vùng không kiếm ra nước uống trong thời gian hạn hán từ 1 đến 4 tháng hàng năm. Thậm chí nạn hạn hán xảy ra năm 2011 ở Tứ Xuyên được cho là tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Giả sử đập Tam Hiệp là sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đập Môn Hiệp lại là bài học cay đắng. Nếu những năm 50 của thế kỷ trước các nhà khoa học dám nói lên sự thật thì chắc chắn nhân dân hai bờ sông Hoàng Hà sẽ không phải điêu đứng khốn khổ về hồ nước này suốt hơn nửa thế kỷ qua. Năm 1952, chính phủ Trung Quốc mời Liên Xô giúp lập dự án trị thủy Hoàng Hà nằm giáp tỉnh Hà Nam và Sơn Tây. Đây là một trong những công trình vĩ đại xây dựng 46 đập nước lớn nhỏ, trong đó Tam Môn là một đập lớn nhất. Tổng công suất phát điện là 23 triệu kW, gấp 10 lần sản lượng điện toàn Trung Quốc năm 1954. Tháng 9 năm 1960, hồ chứa nước Tam Môn Hiệp hoàn thành, nhưng sau đó 800.000 mẫu ruộng canh tác lúa ở hai bên bờ sông đều bị ngập, phải di rời cả một huyện. Thành phố Tây An bị đe dọa nghiêm trọng từ năm 1972. Hoàng Hà bắt đầu đứt dòng chảy từ năm 1990. Bình quân Hoàng Hà có hơn 100 ngày không có nước mỗi năm. Hàng trăm nghìn nông dân phải rời bỏ ruộng đất màu mỡ đến các vùng đất cằn cỗi ở vùng sâu, vùng xa. Một số người phải di rời nhiều lần, khiến họ mất sạch cơ nghiệp. Ngày nay, sau hơn 60 năm, lưu vực Hoàng Hà ngày càng tồi tệ. Nước sông ở phía hạ lưu hầu như chẳng còn là bao nhiêu. Nông dân bị thiệt hại quá nhiều. Tam Môn Hiệp đã trở thành bài học đắt giá. Hoàng Hà, nơi được ví như cái nôi của nền văn minh Trung Quốc, sau khi xây dựng đập dòng sông lại trở thành nỗi buồn Trung Hoa. Năm 2004, nhiều kỹ sư tham gia thiết kế Tam Môn Hiệp thừa nhận trên truyền hình Trung Quốc, đây là sai lầm cay đắng của Trung Quốc khi bị móng vuốt và răng của con rồng độc ác chế ngự. Hiện nếu ai muốn đến thăm đập Tam Hiệp, phải trả lệ phí 30 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.